Xin chào các bạn đã đến với khoa học in áo thun của Nga Nguyễn. Bài học của chúng ta ngày hôm nay rất là quan trọng, đó là hướng dẫn các bạn về Corel và một ít về Photoshop đủ để chúng ta triển khai in áo hiệu quả nhé. Cái mục số 6 trong cái bảng mục tiêu của chúng ta. Đây, các bạn có thể lướt lại những cái video đầu tiên về bài học để có thể xem những cái mục tiêu của chúng ta. Đấy. Đây là xem nội dung của khóa học của chúng ta. Đó là có 8 mục và như thế này. Tuy nhiên nó là do trong quá trình quay video nó hơi bị lộn xộn, cho nên là tôi đã làm lại một cái list khác, một cái list danh mục trong cái playlist xem video, đó là khóa học in áo thun. Thì các bạn chỉ cần xem video trên xuống là xong nhé, mà không cần quan tâm đến các nội dung này, bởi vì cuối cùng thì nó vẫn sẽ đầy đủ cả. Và mục tiêu chúng ta sẽ, tôi sẽ đi vào luôn. Việc của các bạn đó là đầu tiên là tải cho tôi. Đây, tôi đã làm sẵn cho các bạn ba cái phần mềm. Đầu tiên đó là phần mềm về Corel. Thì hiện tại Corel của tôi có thể xài đó là X7 và là Corel 2020. Và Photoshop thì tôi ít dùng, cho nên là tôi dùng cái bản giới hạn, bản gọi là bản cực kỳ nhẹ luôn. Nó chỉ có 49, tức là 50 MB, chứ không phải là có những cái bản mà 900 MB nhé. Bản này rất là nhẹ, cho nên là nó có bị giới hạn với một số cái tính năng, nhưng mà vẫn đủ xài. Ở đây có 400 MB phông chữ nha. Ở trong này này, các bạn nháy vào ở trong này, giải nén, nhớ giải nén ra, thì nó sẽ có rất là nhiều phông chữ này. Các bạn, tôi đã để cái link ở dưới phần comment cũng như là phần miêu tả của video này. Vậy thì các bạn chỉ cần tải về và copy toàn bộ cái này và đưa vào trong ổ DC, trong phần phông nhé. Những bạn nào yếu về máy tính thì phải gõ Google và linh động làm những việc ấy. Còn cài Corel hay là cài Photoshop này thì rất là nhẹ nhàng. Photoshop này tôi sẽ cài cho đây cho các bạn xem luôn này. Chỉ cần nháy vào là xong, không cần phải làm gì cả, nó tự chạy ra và là xong luôn. Để mà các bạn xem này, tôi chưa cài đặt Photoshop luôn nhé, bởi vì cái máy này là ở trong phòng của tôi thì tôi không có cài sẵn. Đây, bấm E là xong, Enter. Đó, như vậy là xong Photoshop rồi đó. Còn Corel thì các bạn cần phải làm theo thứ tự nha. Thì các bạn chưa thấy thì có thể là gõ Google cho nó linh động. Rồi, đây là ba phần mềm này, có link nhé, các bạn tải về nhé. Tải về xong thì chúng ta sẽ làm việc với nó thôi. Đây, Photoshop đã xong rồi này, lát nữa mình sẽ bật lên. Đây này, ba phần mềm đấy nhé. Đây, Corel X7 nhé, đây là Corel X7 nhé. Đây là Corel 2020 nhé. Đấy, thì hiện tại mình đang bật sẵn 20X7 nhé. Thì mình sẽ xài nó cho nó nhẹ. Hơn Photoshop thì cũng lát nữa mình sẽ hướng dẫn một vài cái cơ bản thôi nhé. Rồi, ok, với Corel của chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ cần nháy đúp vào là xong, là chúng ta khởi động lên. Đấy, khởi động lên thì các bạn sẽ thấy những như thế này. Đó, rồi các bạn bấm vào New Document này. Những bạn nào đã biết về Corel thì có thể tới một đoạn, hoặc là những bạn nào biết đã giỏi rồi thì thôi, không cần phải xem nữa nhé. Còn những bạn mới cần phải xem qua nhé, phải xem để hiểu rõ này. Tôi cũng chỉ hướng dẫn cơ bản thôi, các bạn lại bảo là hướng dẫn kỹ quá. Đây, bấm New Document này. Có thể đặt tên hoặc không cần thiết lắm. Các bạn chỉ cần tốt nhất lên đặt khổ A3 nhé. Khổ A3 là, chả phải là 80% là 90% các bạn là dùng khổ A3 mà. Còn tôi dùng A1, A0 thỉnh thoảng. Đấy, để sẵn như vậy thôi. Bấm OK xong. Đấy, thì đây là cái giao diện của nó rất là hay. Đó là chúng ta chỉ cần lăn chuột lên xuống là có thể làm việc với trong một cái giao diện như thế này rồi. Đấy, cái hay của nó đó là so với Corel, so với Photoshop là Corel nó có thể vẽ được linh động hơn và nó phục vụ chúng ta làm vector là chuẩn bài luôn, rất là tốt. Đấy, còn Photoshop thì nó cũng chuyên cho hướng dẫn và
chuyên cho làm về bên hình ảnh là hợp lý. Đấy. Ví dụ những cái ban nó tất nhiên là nó đều giờ cơ bản nó đều giống nhau cả. Ở phía bên trái là nó có một loạt các cái thanh. Đó, các cái công cụ để chúng ta xử lý là vẽ rồi là hình vuông đây này, vẽ hình vuông, vẽ hình tròn. Đấy, các bạn chỉ cần biết đó là chúng ta luôn luôn làm việc trong một cái môi trường như thế này. Nó có nhiều trang, nó giống như là PDF hay là Word hay gì đó thôi, nó cũng nhiều trang như thế này. Chỉ cần bấm vào đây là nó sẽ qua trang. Và đây là cái trang chính mà chúng ta sẽ làm việc ở đây. Đó, các bạn, tôi sẽ tô của nó lên màu đỏ. Đó, cái đoạn chính mà chúng ta làm việc sẽ là ở đây. Hiểu không ạ? Chúng ta sẽ làm việc ở trên này. Thì chúng ta có thể tìm hiểu đổ phong các kiểu nền các kiểu cho nó dễ làm việc. Nhưng mà tôi thì tôi cứ để nền trắng đấy. Đấy. Nếu mà để mà tìm hiểu kỹ thì các bạn phải học, nhưng mà nó khá phức tạp. Nên bây giờ tôi hướng dẫn sơ qua trước để các bạn tự tìm hiểu sau. Đấy. Chúng ta sẽ luôn khi mà chúng ta bấm vào một cái đối tượng hay là một cái công cụ gì đó thì muốn bỏ nó ra thì chúng ta cứ bấm vào một phía mũi tên này nhé. Cứ bấm, thông thường tôi làm việc tôi thường bấm vào phía mũi tên, sau đó bấm ra giữa màn hình, sau đó bấm với mũi tên này để bỏ nó. Đấy. Như bên Photoshop thì nó cần phải dùng công cụ, ví dụ Ctrl D chẳng hạn, để mà nó bỏ cái tùy chọn ấy đi. Đấy. Nhưng mà thay vì đây thì nó không, chúng ta sẽ làm ví dụ là chúng ta vẽ ba cái mục tiêu này xong đúng không? Ta muốn bỏ cái, tức là không sử dụng cái công cụ vẽ này nữa thì chúng ta lại phải bỏ chọn ở đây, Pick Tool này. Đấy. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn khi các bạn, tôi cũng sẽ cho các bạn một cái link về cái bài bài tập luôn. Đây bài tập. Đây là cái trong cái giáo trình dạy nghề của mình trước mấy năm trước, trong nhiều năm nay ấy, thì có một cái phần đó là bài tập Corel này, có 3 bài tập. Thậm chí có bài thi nữa. Các bạn có thể nhảy vào để học và làm bài tập. Đấy. Đây, các bạn sẽ làm bài tập. Đây. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cơ bản nhé. Các bạn có thể xem tôi vẽ một cái gì đó, sau đó các bạn xem qua nhé. Bởi vì là tôi đã làm những video vẽ này nhiều lần rồi, cho nên bây giờ tôi cũng chỉ làm lại một cách nó chung chung thôi, không thể kỹ được nhé, bởi vì video sẽ rất là dài. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái này đi. Đó là một cái logo cơ bản đi. Thì khi mà khách gửi qua một cái hình logo in như thế này thì nó rất là mờ và nhòe đi. Thì việc của chúng ta đó là cần phải xử lý lại hình ảnh để làm cho nó rõ hơn. Mục đích của xử lý như thế này thì để làm gì ạ? Để làm cho hình in rõ hơn. Đó, hình in rõ hơn để in test hoặc là in chuyển nhiệt gì đó. Thứ hai đó là gì? Chúng ta có file vector. Vector, file vector thì nó sẽ là gì? Nó cực rõ. Đấy. Có thể là gì? Đây. In file rõ, làm file rõ hơn này. File vector này. Rồi là có thể cắt được. Đấy. Cắt đề can được, nó phải cắt được, nó phải có chuyển nó vector nó mới cắt được đúng không ạ? Máy cắt đề can thì nó không bao giờ hiểu được nếu các bạn không là vector. Bây giờ là một hình ảnh thì nó đâu có biết cắt ở đâu đâu, nó không có định dạng được đúng không ạ? Nó phải định dạng được theo cái người viết ra phần mềm đấy. Đó, ví dụ nha, đây là những cái vector rõ ràng, các bạn có thể zoom bao nhiêu nó cũng không bể ra, bởi và máy nó sẽ hiểu là nó sẽ cắt như thế này thành một tam giác. Đấy. Rồi, cắt đề can. Rồi là chúng ta sẽ chỉnh màu sắc nó dễ dàng. Đấy. Và đúng ý. Đấy. Và tất nhiên là cái file vector thì bao giờ cũng chúng ta có thể sử dụng mãi mãi lâu dài đúng không? Đấy, rất là nhiều mục đích khác nữa. Đó là những cái mục đích mà chúng ta cần phải vẽ. Đấy, giả sử bây giờ khách gửi qua. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng sâu sát vào vấn đề luôn. Khách gửi qua yêu cầu tôi muốn làm một cái áo màu đỏ.
hay là một áo màu hồng, màu tím đi. Đấy, bây giờ tôi muốn in một cái logo như thế này lên áo. Thì việc của chúng ta, đầu tiên, cách của tôi làm đó là gì? Đó là tạo một lớp nền, coi như là một lớp áo. Chúng ta sẽ khóa nó lại nhé. Các bạn bấm chuột phải, bấm vào lock, lock object này, thì chúng ta sẽ khóa lại, khóa đối tượng này lại, để mà khi mà mình di chuyển đây này, nó không kéo đi tới đi lui được. Đó là lớp nền áo. Sau đó chúng ta sẽ cố định vào một lớp là logo. Đó, đưa logo lên đây. Và giả sử như khách hàng muốn in một cái chữ, đó là ví dụ công ty, ví dụ như là chữ alo, chữ công ty Acovat đi. Đấy, thì chúng ta cũng mặc định là chúng ta thì thế. Hoặc nếu các bạn có những cái rập áo luôn thì các bạn cho nó vào luôn. Đấy, ghép cơ bản đó. Tôi thay vì thế, chúng ta các bạn chờ một tôi một tí để mà tôi sẽ lấy dẫn chứng các bạn, hay là tôi cho các bạn luôn về cái mà áo nhỉ, cho các bạn về áo mẫu sẵn, những cái mẫu để các bạn có thể vào làm việc ngay luôn. Cái bộ Corel này rất là nhiều nha các bạn, rất là khó để mà các bạn có những cái bảo, những bạn mới cực khó để có những cái mẫu này. Ví dụ nhá, mẫu mũ này, rồi các bạn nhảy vào đi, đó mẫu mũ, các bạn nhảy vào mẫu áo chuẩn đi ha, mẫu áo được, cái nào cũng được, cứ nhảy vào. Đây là một vài những cái mẫu cơ bản. Đó. Rồi tôi sẽ đưa nó qua. Mẫu mũ thì đây cũng giống như áo nhé. Chúng ta sẽ ghép lên như thế này. Đấy, chúng ta sẽ làm những cái loại vector nó cực kỳ chuẩn xác và rõ nét như thế này. Đấy. Tôi thường xuyên làm việc với con lăn chuột nhá. Các bạn cứ đao về nó là từ hiểu thôi. Nói nó rất là dài dòng và khó hiểu. Nhưng khi các bạn vào, các bạn làm bài tập là các bạn rõ. Và khi các bạn không hiểu thì các bạn có thể nhắn tin hoặc là hỏi trong nhóm. Nhóm đó là nhóm khóa học in áo thun. Có đường link trong phần miêu tả, các bạn gia nhập đi. Sau đó các bạn sẽ hỏi trong đó. Rất nhiều người bạn giỏi và biết trả lời cho các bạn. Thậm chí ở trong cái, tôi biết trong cái nhóm này này, có nhiều người giỏi hơn tôi, giỏi hơn, thậm chí là rất giỏi luôn. Nhưng mà họ vào để tò mò thôi, nhưng họ chả vào học đâu. Nhưng mà tôi vẫn cho vào group. Thì các bạn khó khăn hỏi thì những người ấy họ sẽ giúp đỡ các bạn. Đây, ví dụ khách muốn làm một cái áo như thế này, thì tôi đã có một cái mẫu sẵn, tôi đã vẽ trước. Bây giờ tôi chỉ cần, đây là một cái hình đã được gộp thành một nhóm. Các bạn nhìn trên này. Đó, nhìn trên này, nó đã gộp thành một cái nhóm đối tượng này. Bấm vào đây hoặc bấm Ctrl U. Đấy. Đó, là nó sẽ bịm tách ra. Các bạn hiểu không? Giống như một cái áo thì bao gồm gì? Bao gồm cái thân áo, tay áo và cổ áo. Thì khi may xong thành áo, tức là nó gộp thành rồi. Bây giờ muốn tách nó ra thì các bạn bấm Ctrl U thì nó sẽ tách ra cái cổ áo, cái lai áo, rồi là cúc áo, nó tách ra từng bộ phận, là bấm Ctrl U. Đấy. Thì chúng ta gộp theo từng từng phần thì nó sẽ cũng mở ra từng phần như thế. Cái này các bạn phải trải nghiệm nhé, không thể nào mà nói sơ qua. Những bạn mới rất là khó hiểu chỗ này. Đấy, các bạn cần phải ghi nhớ những cái ví dụ như là Ctrl G, Ctrl U nhé. Đó. Ctrl U nhé. Đó. Những cái đó rất rất là quan trọng nhé. Rồi là ví dụ như là các bạn ví dụ đang in mà các bạn có thể những cái mà tôi hay dùng ví dụ là bấm bấm C này, bấm E này. Đấy. Những cái đó là rất là quan trọng nhé. G là gộp nhé, gộp lại. Các bạn có thể trải nghiệm cái đó thì các bạn lên Google gõ một những cái phím tắt của Corel. Đấy, kể cả Photoshop cũng vậy, những phím tắt để các bạn học thuộc, nhưng mà học những cái cơ bản thôi. Học nhiều cái đó, bởi vì là cái phím tắt của nó là có cả hàng
hàng trăm thầm không hàng trăm đến vài chục cái, để tôi xem trong này có không. Trong cái đây là cái, đây là cái giáo trình dạy in lụa của mình như nhiều năm trước đó. Để xem dưới này có hiếm tắt không ta. Chắc chắn là có nha. Đây này, phím tắt này. Ctrl E này, Ctrl G, Ctrl E xuất ra, Ctrl G gộp đối tượng. Đó, Ctrl X, Ctrl Z những cái đó thì giống nhau về tất cả rồi. Rồi tôi muốn không đi lan man nữa, là chúng ta sẽ đi vào luôn, đó là tôi muốn làm một cái áo như thế này. Khách muốn làm một cái áo như thế này, màu xanh da, cổ màu đen. Rồi chúng ta sẽ chỉnh như vậy luôn. Đấy, nếu mà các bạn phối trụ màu xanh da luôn thì các bạn sẽ điều chỉnh mỗi cái trụ thôi, hoặc là tùy sau đó, tùy các bạn. Cúc này, cúc màu trắng chẳng hạn. Đấy, thì cái phần cổ này các bạn sẽ làm màu xanh da luôn, đúng không? Hoặc làm cho nó tối màu một tí. Đây là một cái mẫu hình, mẫu cơ bản nhá, có nhiều mẫu đẹp hơn. Thiếu mất hai cái bo tay này. Thì bà các bạn, nếu bạn muốn chọn nhiều đối tượng thì bà các bạn sẽ bấm shift nhá, bấm shift để chọn nhiều đối tượng. Ví dụ tôi bấm nhiều đối tượng và tôi chọn ví dụ cổ màu đỏ chẳng hạn. Ok, chơi luôn, để vậy luôn nhá. Sau khi mình đã tạo xong một cái mẫu áo, đã khách đã xong xuôi rồi đúng không ạ? Ví dụ khách chọn áo cá sấu thì chúng ta ghi ở dưới luôn, size luôn ha. Đấy, cá sấu ví dụ là xanh da. Xanh da, cổ gì, cổ đỏ này. Đó, khi mà các bạn gửi mẫu duyệt cho thì cần phải làm như thế này để cho khách duyệt. Đấy, đây là một cái quy trình rất là chuẩn, rất là tốt rồi. Đấy, đó, như vậy các bạn làm như này. Và các bạn Ctrl G nó lại, tức là khi mà chúng ta Ctrl G nó lại thì nó đã là tất cả mọi thứ này đã gộp chung vào một đối tượng rồi. Nhớ nhé các bạn, chúng ta vẫn có thể mở được ra nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta hạn chế mở nó ra, bởi vì là nó đã gộp chung rồi, để hạn chế những cái sai lầm, sai sót. Đấy, thậm chí là chúng ta phải thường xuyên bấm Ctrl Q để mà gì, để mà giả sử những cái phông chữ để nó bẻ gáy ra. Bây giờ có một cái công nữa là Ctrl Q nhé. Đây, Q đây, tức là bẻ phông. Nhớ nhé, những cái mà mình đánh là quan trọng. Đấy, cũng chưa đủ đâu, nhưng mà mình sẽ quan trọng mình mới ghi lên đó. Rồi bây giờ tôi muốn in một cái logo như thế này, một cái logo như thế này lên áo, hay là cái này đi, logo này đi. Đấy, thì ban đầu các bạn, khách yêu cầu các bạn chưa có thời gian để vẽ, hoặc là khách sẽ đổi nhiều đối tượng khác và cái phối cảnh ban đầu nó chưa có, thì các bạn sẽ để cơ bản nó là như thế. Họ muốn in một dòng trước ngực là chữ mà nó có phông đậm một tí, có màu đỏ giống như là cổ áo. Đó, chúng ta sẽ để như vậy luôn và chụp màn hình gửi cho khách trước khi mà chúng ta đưa vào một cái thiết kế thực tế nhé. Rồi ở phía sau họ muốn một cái gì đó, để mình để xem một cái chữ đi ha. À, cái này cho nó trừu tượng. Tôi muốn in một cái như thế này. Đấy, thì các bạn sẽ để như vậy luôn nhá, để cả nền trắng này luôn, nhưng không cần nhất thiết phải cắt nhá, không phải cắt gì hết. Nếu như là Photoshop thì tách nền nó rất là đơn giản luôn, nhưng Corel để mà tách một lớp nền này khá là cực và nó không có đẹp đẹp nhá. Ví dụ như là chúng ta có thể là vào cái bitmap color mask này cũng được, nhưng mà cái này chúng ta có thể bỏ đi lớp trắng này được này. Đấy, bỏ đi cơ bản để cho dễ nhìn thôi, chứ còn nó không thể nào loại bỏ 100% và tuyệt vời được. Đấy, thì về cơ bản nó là chúng ta ghép như thế này cho khách hàng, nhưng theo tôi là không cần thiết. Tôi thích làm nhanh hơn, có thể là trong vòng 5-10 giây có gửi cho khách hàng. Đó, rồi bên này cũng vậy, các bạn có thể làm tiếp tục như vậy, đúng không? Bỏ luôn nền trắng này. Đấy, xem là như thế. Rồi, khi các bạn gửi cho khách hàng như thế này, khách hàng đã đồng ý duyệt
Duyệt ok chưa? Ok rồi đúng không? Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ. Đây, tiến hành vẽ thì các bạn sẽ Ctrl G nó lại nhé. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành vẽ từng thứ một ha. Từng thứ một luôn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có tắt cái này các bạn, những cái mà chúng ta bật rồi nhá. Các bạn không dùng được, không dùng nữa thì các bạn sẽ tắt nó đi. Tắt nó đi. Đấy. Cho tôi xem nó là bao nhiêu phút rồi. Cũng 20 phút rồi. Rồi, các bạn sẽ, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi vào bên này rất là nhiều công cụ nha. Đây. Cắt này, tôi hay dùng cái nào? Đó là crop này là xử lý trong tôi impact tôi hay crop nó. Bởi vì là họ gửi nền quá lớn tôi phải cắt nó đi. Đấy, nhưng mà đối với in áo, in lụa với in chuyển nhiệt thì tôi không. Đấy, tôi hay dùng cái knife này. Đấy. Rồi là cái vẽ này, tôi sẽ dùng cái thứ ba này nhé. Đó, đây là cái mà tôi thường hay dùng nhất, còn những cái khác nó rất là nhiều, có tới thật các bạn học một tháng vẫn không hết được Corel mà. Mà công cụ của để làm được trong Corel này nó đến cả thậm chí cả hàng ngàn cái công cụ để mà nó liên quan đến nhau để xử lý, chứ không phải là đơn giản đâu. Đấy, nhưng mà ta chỉ dùng những cái cơ bản như thế này là đủ để làm rồi các bạn ạ. Đấy. Rồi để mà sử dụng những cái vé tự động này, rồi là vẽ những cái này nó cả là cả một quá trình người ta sử dụng mà nghiên cứu mà, đúng không ạ? Rồi là vẽ những cái nét như thế này này. Đấy. Đấy. Thì tôi cũng ít khi dùng những cái này lắm. Chả mấy khi dùng cả. Thật sự là thế. Đó, cái như có thể là vẽ những cái mà thư pháp rồi vẽ râu, đúng không ạ? Ví dụ như là để tôi thử, tôi chưa bao giờ làm nhé, nhưng mà ví dụ như là chứ tôi viết một chữ thư pháp là dòng đi. Đó, kiểu là như thế. Nhưng mà nó rất là khó. Đúng không ạ? Chúng ta sử dụng chuột thì nó khó. Rất là khó. Đó, ví dụ như dòng đó, dòng. Hoặc là thích chữ đông thì chúng ta sẽ là như thế này. Đó. Đó. Nhưng mà không dùng nhá. Rồi là ô vuông. Chỉ cần bấm vào và cầm chuột trái nhá, chuột trái kéo là xong. Thì chúng ta khi chúng ta vẽ xong thì chúng ta lại cứ bỏ đồ bỏ chọn ở đây. Pick tool này. Đó, hoặc là chọn vào hình tròn. Đó, hoặc là hình tam giác. Nhưng mà các bạn nhảy vào cái chỗ đen đen này này, nó xuất hiện ra nhiều cái. Corel 20 thì nó đã thay đổi giao diện một chút, nhưng mà về cơ bản nó vẫn giống nhá. Tôi không thích những cái sự mà nó nâng cấp lên. Mặc dù rất là ghét những cái đó, nhưng mà nó rất là phức tạp. Mỗi lần nó thay đổi và về Corel thì chúng ta lại cứ phải thay đổi về cái cách nhìn, cách suy nghĩ và cái cách tiếp cận nó. Đấy, trong khi đó chúng ta chỉ cần những cái phức cơ bản thôi, lại không cần. Đấy. Rồi dưới này gần như không dùng, ít dùng nhá. Chữ này. Chữ. Đó. Và chỉ có thế thôi. Đơn giản thế thôi. Đổ màu. Ví dụ. Đó, chúng ta chỉ cần nhảy vào đối tượng và đổ màu. Đấy. Màu ở đây thì chúng ta khi các bạn vào Corel thì ngay lập tức ở bên phải nó sẽ có một đối tượng này, loạt đối tượng này. Đấy. Nếu như mà các bạn không thấy, đúng không ạ? Thì các bạn có thể vào để xem chỗ nào. Work. Color đây này. Đây. Vào Windows trong chỗ mực màu này thì các bạn có hệ màu nữa là CMYK rồi RGB rồi lung tung tùm lum đấy. Đây các bạn, tôi đã bật ra đủ hệ màu ở đây. Những cái màu RGB nó rất là tươi như này, tươi ở giữa này. Còn CMYK nó hơi đục đục như này. Đây, cái nó không quan trọng lắm ha. Tắt đi. Thôi để đó luôn cũng được. Rồi, bây giờ không lan man nữa mà chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ này luôn để các bạn làm luôn nhé. Các bạn làm theo tôi nhé. Đấy, các bạn có thể mở xem qua, nhảy vào mục bài tập 1 và chúng ta sẽ cùng nhau làm. Đó, các bạn khởi động Corel lên và
các bạn vẽ chỉ cần là điểm đầu tiên, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Từ chúng ta vẽ vào những cái điểm này nó sẽ ra những cái đường thẳng nhé. Đó, sau khi vẽ chúng ta vẫn phải bỏ chọn. Đấy. Đấy. Chúng ta có thể tạo bấm chuột phải để tô cái màu của đường viền vừa vẽ. Ví dụ đây là một cái hình mà nó có nền màu xanh, chúng ta có thể để một cái nền màu nó hồng chẳng hạn cho nó kích nét nó lên nó lớn lớn xíu. Đấy, để chúng ta thấy đúng không ạ? Để tôi tôi sẽ cho nó trở lại cái nền trắng đi cho các bạn dễ vẽ hơn. Thay vì thế chúng ta copy cái hình này ra. Đó, copy cái hình này ra đi. Đó, dễ làm. Đây. Ban đầu bao giờ cũng rất là khó nhá các bạn, khó. Ban đầu nghĩ nó rất là khó luôn, mình cũng thế. Hồi trước mình thiết kế toàn đi thuê, mỗi lần đi thuê nó in phim ra làm hết mấy chục ngàn, có khi là hết 150.000 luôn. Vì càng nhiều mỗi mỗi màu là 10.000, mỗi màu là 10.000. Các bạn hãy nhớ đó. Mỗi màu là 10.000. Là có những lần in nhiều lần in đến cả 150.000 luôn. Đó, tất cả những cái này thì các bạn vẽ tương tự nhé. Đó, vẽ theo tương tự. Rồi tôi sẽ giải thích sau. Rồi, sau khi vẽ tôi á, tôi sẽ vẽ hết tất cả những cái đối tượng này luôn. Và tôi làm một cái chuột phải vào một màu, sau đó kích nét nó lên. Bởi vì nó to thành ra tôi phải kích nét cho nó dễ thấy. Đó, tôi làm như thế này để mà gì? Để nó tránh cái trường hợp bỏ sót và cũng mất công lắm. Đấy, ví dụ như thay vì một lần chúng ta bấm vào đây thì chúng ta vẽ luôn bốn cả bốn đối tượng này luôn. Đấy. Rồi, hai đối tượng này thì nó rất là đơn giản rồi. Tôi đang kích vào rất đơn giản rồi vì nó đúng rồi. Mà cơ bản là thiết kế áo thì nó cũng không nhất thiết phải chuẩn xác. Chỉ khi nào logo công ty thì chúng ta mới phải làm chính xác, còn riêng mà áo lớp hoặc là áo thiết kế, áo làm cho nó đẹp thôi. À, là quán cà phê rồi các kiểu thì cũng các bạn chỉ cần làm gần đúng thôi nhá. Rồi, cái đối tượng thứ ba này này thì để chúng ta phải làm vòng cung ở đây thì chúng ta cần phải bấm, chúng ta phải gì, chúng ta phải mặc định của Corel đó là khi vẽ nó là đường thẳng thì nó không chưa được làm cong. Đấy, bây giờ muốn làm cong thì các bạn sẽ phải nhảy đúp vào để cho nó ra cái vào cái đối tượng. Đấy, sau khi vào đối tượng thì chúng ta sẽ cầm vào cái này để kéo, đúng ạ? Cầm vào những cái thanh mình đã vẽ để di chuyển này, để kéo này. Nhưng mà ở đây là do chúng ta chưa bấm vào cái chỗ bẻ cong nó. Thì tôi muốn bẻ cong toàn bộ luôn. Các bạn có thể nhảy vào từng cái một để bẻ cong. Nhưng mà nó rất là mất công. Thay vì thế chúng ta sẽ bấm Ctrl A luôn. Đó, và bấm nút bẻ cong. Đấy. Các bạn hiểu rõ không ạ? Một nữa là gì? Là bấm Ctrl A này. Ctrl A. Đó. Hai là bấm nút bẻ cong. Bẻ cong tức là góc đấy. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh, bước 3 đó là điều chỉnh nhé. Mới mới đầu là những cái này là các bạn phải chấp nhận nó mất thời gian một chút đấy, không đơn giản. Tôi cũng thấy chả có cách gì nó ngon cả. Đấy. Đấy, xong. Cái này cũng vậy, các bạn sẽ bấm Ctrl A bẻ cong và nhảy vào đối tượng này này, nhảy vào cái phần ở giữa này này. Đấy, nhảy vào phần ở giữa. Đó. Trời mưa à? Thế này có mưa. Rồi thì các bạn có thể giả sử như các bạn đã vẽ ở đây là các bạn có bốn cái góc này này. Nhưng bây giờ tôi muốn thêm góc thì các bạn chỉ cần nhảy đúp vào đây này là thêm được góc nữa. Đó, hoặc là muốn bỏ góc này thì sao? Lại nhảy đúp vào cái đó. Hoặc là bấm nút delete đúng không? Delete thì các bạn là đã xong cái đấy. Thì các bạn này cần phải nghiên cứu nhá. Bây giờ tôi sẽ đổ màu.
Tôi sẽ không đổ màu vàng mà tôi thích đổ màu khác đi. Tôi đổ màu 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 trắng đi cho các bạn dễ thấy ha. Rồi, tôi sẽ đổ màu vàng lên màu màu vàng đi. Rồi các bạn thấy 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 nó đã ra một cái gì chưa? Ra rồi. Nhớ nha các bạn nhé. Cái đối tượng này là nhắc lại các bạn đó là khi các bạn phải khóa đối tượng này nhá. À, bước bước tới bây giờ tôi cho bước không đi. Bước không là khóa đối tượng. Khóa đối tượng. Đấy, khóa đối tượng trước nhá. Bước không này là khóa đối tượng trước để mà gì? Để mà nó khỏi phải chạy đi chạy lại. Đây. Vì sao tôi nói như thế? Bây giờ các bạn đang vẽ mà đó, vẽ cuối cùng mà quá trong quá trình vẽ thì nó kích, nhiều khi lỡ tay đụng vào đây nó lệch ấy, rồi các bạn bị nhòe, hoặc là nhiều khi nó kéo kích thước nó lớn quá, thế là đó, nó lại vô tình nó làm sai cái hình in của chúng ta. Đấy. Tất nhiên là khi nào khi cần mở thì chúng ta cần phải vẫn phải mở, nhưng tôi khuyên các bạn là nên khóa nó lại nhá. Rồi, tôi bây giờ tôi đã khóa rồi. Bây giờ chúng ta tập trung vào đây để hiểu này. Đó là tất cả những cái đường viền, tất cả mọi hình đều có một đường viền, vector đều có đường viền và có thể đổ được màu. Đấy, là điều đầu tiên. Nhá. Và để đổ được màu á thì chúng ta cần phải vẽ kín hình. Đây, đây là cái công cụ để vẽ đúng không? Giả sử tôi vẽ cái hình này là hình thang, đúng không ạ? Thì nếu tôi vẽ tới đây thôi thì tôi muốn tôi đổi thành đường viền màu như này. Rồi, bây giờ tôi muốn đổ màu thì tôi làm sao tôi đổ được, vì nó chưa kín mà, đúng không ạ? Chưa kín, nó phải kín hình thì nó mới đổ được màu. Bởi vì cái đơn giản thôi, đó là cái thuật toán của nó, là trong cái phần mềm là nó chỉ hiểu khi mà nó kín thôi. Bây giờ một cái hình bị mở ở đây thì chẳng lẽ đổ á, là nó đổ cả cái bầu trời này luôn à, đúng không ạ? Nó đổ cả cái nền này luôn à. Như vậy thì nó phải có giới hạn cho nó mới được biết để nó hiểu mà nó đổ, đúng không ạ? Đó, các bạn phải logic. Đó, rồi, như vậy là nó mới đổ được màu tím. Hay là màu gì cũng được. Đấy. Thì các bạn nếu như mà nó chưa kín thì các bạn có thể cầm cái mối nối đó, đúng không ạ? Cho nó lại, đó là nó tự bắt. Đấy. Hoặc là có một cái nữa, đó là ví dụ tôi Ctrl Z nó lại nha. Đó, các bạn có thể bấm vào cái chỗ này. Đó. Bấm vào cái, tức là tự động bắt điểm mũi tên màu đỏ ở phía trên này nè. Đó. Đó. Đấy, bởi vì là tôi không có chuyên hướng dẫn để dạy Corel cho các bạn, nên là tôi chỉ hướng dẫn nhanh gọn và cơ bản, nó là thế nhá. Rồi, đó xong xong đây là một cái mục rất là quan trọng nhá, kín hình, nhớ nhá, cần phải gì, kín hình thì mới đổ màu được. Đó, rồi bây giờ thì có một cái mục của chúng ta, đó là cấu trúc theo từng cấu trúc từng lớp. Rồi, bây giờ chúng ta đơn giản như thế này nhá. Bây giờ chúng ta có một cái mâm đồ ăn như thế này. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có nhiều dĩa cơm ở trên này, hoặc là dĩa đồ ăn cá thịt các kiểu ở trên này. Thì mỗi dĩa nó sẽ mang một cái màu sắc riêng, đúng không ạ? Thì các bạn đặt lên thì rõ ràng là những cái đối tượng nào ở đặt lên thì nó sẽ che khuất cái mâm, đúng không ạ? Bây giờ tiếp tục tôi muốn bỏ một cái dĩa gọi là alo. Chúng ta tiếp tục nha các bạn. Rồi đây nhá, đây là tôi nói về đối tượng nhá. Những đối tượng nào vẽ trước thì nó sẽ nằm dưới, và những đối tượng nào vẽ sau thì nó sẽ nằm trên. Đấy, theo thứ tự. Đó, chúng ta cho nó vào như thế này chúng ta mới hiểu rõ được này. Đó. À, rồi cái màu vàng này
chúng ta kéo nó ra lớn lớn xíu. Như vậy chúng ta có thể nhìn vào đây để biết rõ. Màu hồng là nằm dưới cùng, tiếp theo là màu vàng, tiếp theo sẽ là màu da, tiếp theo sẽ là màu đen chẳng hạn. Tiếp theo đầu trên cùng sẽ là màu đỏ. Như vậy chúng ta khi vẽ đối tượng, chúng ta cũng cần phải vẽ gì? Vẽ những cái đối tượng ở dưới trước, đúng không ạ? Như bây giờ nếu như tôi vẽ cái ở trên đi, giả sử như đối tượng này, cái này thôi đừng để đó để lát hướng dẫn. Giả sử tôi vẽ cái ô vuông này, tôi vẽ chữ B trước đi, tôi viết chữ B. Đúng ra chữ B nó nằm trên nền màu trắng các bạn ạ. Đó, sau đó tôi vẽ cái đối tượng là cái màu, một cái nền màu một xám chẳng hạn. Như vậy thì cái chữ B này mặc dù là nó đã vẽ rồi nhưng mà nó nằm ở dưới rồi. Như vậy nó sẽ bị ẩn. Nó sẽ bị cái giả sử đĩa, một cái dĩa xôi bị cái mâm nó đè lên. Đúng ạ? Thì rất là khó và không thể nào thấy được. Như vậy để chúng ta đưa cái đối tượng ở dưới lên trên thì chúng ta sẽ bấm Ctrl up và Ctrl down nhá. Ctrl up, Ctrl down. Rồi tiếp tục đây sẽ là một cái Ctrl up. Các bạn nhìn ở gần cái chỗ phím số đấy là có thể thấy. Đó. Lên up down đó, lên đưa xuống đấy. Rồi, cơ bản là thế nhá. Cái đó thì các bạn linh động nhé, không nói sẽ bị dài dòng. Đây, ok. Như vậy cái đối tượng này tôi đã vẽ được đúng là vẽ cái nền rồi đây. Đấy. Và tiếp theo là tôi vẽ cái này. Đấy, tôi vẽ xong rồi. Thì bây giờ tôi sẽ thích chỉnh màu gì thì chỉnh. Rồi. Và tiếp theo sẽ là gì? Cái chữ này. Muốn vẽ cân chữ được thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải đánh cái chữ này vào đây, sau đó chỉnh luôn. Bond to book. Thì cái phong thì các bạn tự tìm nhé. Đây này, phong này. Tính sau ha. Cái phong thì tôi không thể hướng dẫn kỹ được. Rồi xong. Như này là chúng ta sẽ đưa vào. Đưa vào luôn. Đưa copy nhá. Rồi tiếp tục là copy thì nhảy đúp chuột nhá. Ví dụ các bạn cầm cái đối tượng này, nhớ nhá, làm theo tôi này. Các bạn cầm một đối tượng, dí chuột trái, kéo xuống hay kéo đi đâu cũng được cả. Sau đó để nguyên cái chuột trái và bấm luôn chuột phải nhá. Đấy, cầm cái này, cầm chuột trái, bấm chuột phải. Đấy. Sau đó thả ra. Nhớ nhá. Các bạn làm cho quen chứ không để copy đối tượng cho nó nhanh. Chứ không phải là Ctrl V, Ctrl C là hơi lâu và nó không đúng cái vị trí chúng ta cần luôn mà phức tạp. Đây các bạn làm tiếp này, chuột phải, chuột trái bấm luôn. Và sau đó thả ra cả hai luôn cũng được. Đấy, cứ làm cho nó quen thì nó sẽ chả bao giờ lỗi cả. Đấy. Cái phần đó chứ học cũng hơi lâu đó. Mấy bạn mới ra đều không làm được cái đó. Bấm thì nhả ra nó chả dính. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xóa đi cái logo cũ đi. Xóa vứt luôn và đưa cái logo mới vào đây. Đó, chọn đối tượng copy bôi đen rồi đưa vào, kích thước sau đấy cho hợp lý là coi như là xong. Đấy, màu sắc thì hồi nãy nó là màu gì? Màu sắc thì không quan trọng, thích đổ màu gì đổ thôi ha. Đỏ này, vàng này. Hay là khách bây giờ khách nó muốn đổi, không đổi thành vàng mà nó thích đổi thành đen thì mình chơi luôn. Đấy, màu đen thì chúng ta chỉ cần in hai màu thôi, đúng không ạ? Đấy. Còn những cái đường viền này này, họ không, tất nhiên là khi in là họ không có để đường viền này. Mà họ muốn in đường viền thì chúng ta để thôi, không thì chúng ta bỏ để cho nó đơn giản. Càng ít màu càng thuận tiện cho chúng ta. Rồi. Đó. Sau đó gửi cho khách, khách yêu cầu như nào chúng ta tính sau. Rồi bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái ví dụ khác nữa. Đây. Các bạn nhớ những cái bên này nhá, khá là quan trọng đấy, còn những cái khác thì các bạn tìm hiểu thêm. Rồi. Ở đây chúng ta cũng
nên đưa nó ra một bên, đừng có để tích lẫn. Những cái đối tượng mà nó work xong này rồi thì bỏ đi, xóa luôn đi cho nó đỡ rườm ra, phải không ạ? Tôi cũng đã cố gắng để mà các bạn hiểu một cách đúng nhất và nhanh nhất thôi, chứ còn tôi không chuẩn bị kỹ slide hay là một cái gì trước để mà nói cho nó trơn trơn. Rồi ok, chúng ta xử lý phần lưng nhé. Phần lưng này này thì chúng ta sẽ khóa nó lại. Đây, sau khi khóa nó lại rồi chúng ta có thể nhận ra được đó là cái vòng tròn này là ở trên so với những cái thanh màu xanh bích ở dưới. Thì chúng ta sẽ vẽ những cái thanh xanh bích này này. Rồi hồi nãy á, là chúng ta gì, khi mà vẽ một đối tượng như thế này thì tốt nhất chúng ta khoan đã đổ màu nhá. Tôi nhắc lại nhá, khoan đã đổ màu mà chúng ta cứ để y như vậy đã, và tạo một cái màu sắc gì đó để chúng ta dễ thấy màu đường viền. Ví dụ tôi muốn thấy dễ thấy cái này, tôi sẽ cho đường viền màu đỏ đi. Đấy, sau khi cho đường viền màu đỏ thì chúng ta sẽ copy ra đủ tất cả những cái này luôn. Để mà copy như cái này thì các bạn cũng làm như hồi nãy, các bạn sẽ cầm cái thanh đã vẽ, sau đó dí chuột trái kéo ra ngoài và bấm luôn chuột phải, sau đó thả ra. Đấy, đó là copy. Nếu các bạn chưa quen thì các bạn cứ làm như này, còn nếu là tôi thì tôi sẽ bấm như thế này luôn và bấm Ctrl, đúng không ạ? Bấm nút này và giữ thì nó sẽ cho chúng ta một cái rất là hay, đó là nó không thể di chuyển chéo được mà nó chỉ di chuyển ngang hoặc là dọc. Và khi đó chúng ta sẽ làm một cách rất là thuận tiện này, các bạn thấy nhá. Đấy, đó. Rồi thì giả sử như nó chưa cân xứng thì chúng giả sử cái thì trên cái thì dưới như này, đúng không ạ? Cái trên cái dưới và nó không đều nhau. Rồi chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Các bạn sẽ phải bôi đen toàn bộ những cái đối tượng này, sau đó các bạn bấm cho mình nút C, đầu tiên là C để cho nó thẳng hàng đó, vì nó vừa là ra ngoài một tí này. Đấy, sau đó các bạn sẽ bấm Shift C, nhớ nhá, Shift C để cho nó gì, tự động sắp cho nó đều. Shift C, Shift E. Đấy, Shift C thì nó thẳng theo đường dọc và cân đều theo dọc. Shift E là thả đều theo ngang. Rồi, tí nữa mình sẽ đổ màu sau nhá. Đổ màu thì dễ này. Đó là xong ha. Không cần phải làm cái đó. Tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ vẽ cái chữ gọi là chữ Q và chữ chữ B, phải không ạ? Tôi nói thế cho nó đơn giản, nhưng mà đây không phải là chữ Q, đây là một cái hình mà chúng ta phải trừu tượng nó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hai cái vòng tròn này. Việc của chúng ta đó là phải vẽ hai vòng tròn. Như vậy để vẽ được vòng tròn, đây là công cụ vẽ ellipse chứ không phải là vòng tròn. Như vậy nếu các bạn không bấm Ctrl thì nó sẽ không đều và nó không tạo ra hình tròn. Như vậy để vẽ ra hình tròn, chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình, cầm công cụ này và bấm Ctrl kéo ra là xong. Tôi cũng cho một cái viền màu vàng đi, dễ chịu ha. Rồi sau khi mà nó gần đúng, hoặc là cho nó đúng luôn đi, thì tôi sẽ copy một đối tượng khác, copy luôn cái này, bấm cái này copy, sau đó cho nó nhỏ hơn. Đấy, chúng ta sẽ kéo cho nó vừa bằng với cái này. Như vậy chúng ta hồi nãy chúng ta vừa hướng dẫn, tôi vừa hướng dẫn các bạn cái công cụ gì ạ? Đó là bấm Ctrl A, CE, đúng không ạ? Có hai phím CE, Shift C, Shift E hoặc là CE. Đấy, CE thì là nó sẽ cân xứng ở giữa, thì ở giữa thôi. Còn nếu muốn bấm Shift C, Shift E thì nó sẽ giãn đều. Đấy, các bạn cứ thử đi, nó là hiểu mà. Đây, tôi sẽ bấm chọn hai đối tượng mà bấm C, bấm E. Bây giờ nó đã đều rồi nhá, đều rồi. Bây giờ tôi sẽ vẽ thêm một cái nữa, đó là một cái chữ Q này nữa, một cái gạch thẳng xuống. Đây, đây là cái gạch thẳng xuống. Và tôi cho màu vàng luôn. Thì ở đây là nó bo tròn hai đầu nhá. Bo tròn hai đầu thì chúng ta có nhiều cách để vẽ cái này.
Có thể là chúng ta vẽ luôn một một cái vòng tròn như thế này, để chúng ta lát nữa chúng ta gộp thành đối tượng là nó thành cái hai đầu là như thế này này. Đó. Hiểu không ạ? Hiểu không? Tôi cho nó màu đen đi. Màu trắng đi. Giả sử như thế đấy ạ. Đó, nhưng mà bây giờ gộp thì các bạn có thể bấm vào cái đối tượng là gộp này, gộp nó lại như thế này cũng được là xong nhá. Nhưng mà tôi cũng không cần, tôi sẽ không làm như thế, mà tôi sẽ vẽ cái hình chữ nhật này và tôi sẽ bo tròn bằng cách là bấm vào cái thứ hai này đấy, tool F10 này. Chúng ta sẽ kéo cái này lùi xuống một tí thì nó sẽ tự động bo góc nhá, bo góc nhá, nhắc lại đó là bo góc rồi. Ok, như vậy là xong, là chúng ta bây giờ chúng ta kéo ra nhỉ. Bây giờ chúng ta kéo ra, bây giờ kéo ra đi, đừng có để vào đó. Thì bây giờ nhá, chúng ta cần phải hiểu là để vẽ được một cái vòng này, là bây giờ giả sử tô cái màu đỏ đi, thì cái này là chúng ta muốn đục thủng lỗ ở giữa này, thì chúng ta cần phải đục lỗ mới nó mới xóa phần ở giữa nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm cái đối tượng ở trên này này, sẽ bấm shift chọn đối tượng ở dưới, tức là chọn hai đối tượng đấy, bấm shift là chọn đối tượng, nhắc lại nhé, và bấm vào cái thứ hai này này. Khi các bạn bấm hai đối tượng, nó sẽ xuất hiện ngay là những cái biểu này để chọn, đó là gộp chung này hay là xóa, ví dụ cái lấy cái trên đè cái dưới đó, đó lấy cái trên, bây giờ bấm là xong nhá. Nhắc lại bằng một cái khác này, ví dụ này, đây là hai hình tròn và một hình ellipse, một cái màu đỏ cái màu vàng. Bây giờ tôi muốn gộp cái này thì các bạn bấm vào cái đầu tiên là nó sẽ gộp được chưa? Đấy, còn lấy cái đối tượng đầu tiên được chọn, bấm để đè cái đối tượng thứ hai thì là bấm cái này này, bấm shift chọn đối tượng thứ hai và đè là xóa luôn. Nó sẽ xóa luôn này, nó xóa mất này. Đúng không ạ? Đó thì các bạn, cái đó thì các bạn tự nghiên cứu thêm, bôi đen và xử lý những cái đối tượng phía sau này. Đấy. Tùm lum đó. Rồi. Bây giờ ở đây chúng ta có một đối tượng nữa, đó là cái thanh này mà chỉ lấy đường viền thôi, có nghĩa là chúng ta hợp giữa cái vòng tròn và một cái thanh như thanh kẹo này. Bây giờ bấm cái này, bấm với hai đối, bấm shift chọn đối tượng này và bấm gộp chung. Ở đây thì có một số cái lỗi cơ bản, hoặc là nhiều khi là nó không kín hình chẳng hạn, thì nó sẽ bị những cái đường ở giữa này này, thì chúng ta xóa đi nhé. Xóa bằng cách bấm vào cái chỗ này, bấm này đi, xóa. Không, không phải, không phải. Nháy vào cái này. Sao đấy? À, thì ra là bị cái vòng tròn mà hồi nãy mình xóa mình chưa kéo đi. Thành ra nó không không thể xóa được nhá. Xóa là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng sẽ nghiên cứu cái này. Đó. Để chúng ta cùng nghiên cứu nha. Ở đây là chúng ta có cái đường viền màu đỏ và đường viền màu xanh. Đó, bây giờ chúng ta sẽ phải xóa thì sao? Xóa những cái phần. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ thực tế này. Chúng ta sẽ cắt nhé. Cái bấm vào cái chỗ màu đen này, nó sẽ trổ ra một cái số đối tượng. Đây, cái mục thứ ba này này, tức là nhìn các bạn có một cái lưỡi dao cắt và cắt một cái đường ngang này này, là những phần dư thừa. Tôi thường hay sử dụng cái này, gần như sử dụng liên tục luôn, cho nên là những cái khác không quan tâm. Đấy, là giờ tôi cắt phần dư thừa này. Đó, những cái phần nào dư thừa nó sẽ bị cắt ra. Đó là một công cụ rất là hay. Đó. Còn ví dụ cái này thì nó sẽ cắt hẳn là luôn. Đấy, ví dụ như là tôi vẽ hình tròn này đưa vào đây, thì bây giờ tôi muốn cắt những phần dư thừa xung quanh ở cái phần giữa này, đây này, cái phần dư thừa của này tôi cắt này là xong nhá. Rồi, cho cái này rồi xóa đi. Rồi cái chữ Q và cái ở dưới là chúng ta cũng phải làm như thế nhá, cũng làm y chang như thế thôi, rồi không có gì về phức tạp cả. Đó, chứ sau đó sau khi vẽ xong chúng ta đưa lên thôi. Đấy, đưa lên. Cái dưới cũng vậy. Còn để xoay đối tượng thì các bạn ví dụ như là chữ hình chữ nhật này. Đây, các bạn bấm ở giữa này thì nó sẽ tự động xoay.
kéo cái góc là nó xoay nhá. Rồi xong, cái đó là các bạn tự vẽ thêm. Rồi ở đây chúng ta sẽ đổ màu đi. Bây giờ chúng ta sẽ bôi đen cái này, sau đó bỏ cái giữa thì các bạn bấm shift, bỏ cái chữ Q vừa vẽ đấy, các bạn đổ màu thôi. Đấy, các bạn đổ màu. Chữ Q kéo dài đã. Đổ màu nhé. Tốt nhất là các bạn vẽ hết tất cả những cái giữa rồi bấm Ctrl G nhé. Ctrl G để gộp chung nó lại. Sau đó là đưa cái chữ Q này vào. Chữ Q này là cái áo màu xanh da, như vậy thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ bỏ luôn cái màu xanh da. Đó. Và bấm đường viền màu đen, thế là xong. Đấy. Và sau khi vẽ xong chúng ta sẽ bấm Ctrl U nó đi. Cắm Ctrl U để chúng ta đưa cái gì? Đưa cái hình mà hồi nãy chúng ta. Bởi vì là cái đối tượng này nó đang nằm trên ở đây cho nên là tôi phải đưa nó ra trước. À, mình chưa mở khóa nhá. Giả sử mình khóa nó lại rồi thì là không bao giờ xử lý được, chỉ có mở khóa thì nó mới đưa ra được nhá. Rồi, chúng ta sẽ đưa vào đây tiếp tục để chúng ta xem cái có một cái thanh này sao lại không có màu. À, có màu rồi. Rồi cái chữ Q ở đây đi ha. Rồi dưới nó có một cái chữ Q khác hay gì đó các bạn tự xử lý nhá, màu đỏ chẳng hạn. Rồi thì các bạn đưa vào này, rồi các bạn xử lý đưa cho khách xem nó như thế nào, rồi điều chỉnh theo ý của khách là xong. Tôi chỉ hướng dẫn được một phần cơ bản, đó là như thế thôi. Rồi các bạn sẽ xử lý tiếp theo, học xem theo nhá. Thì mục đích của cái video này thì nó là video 1 này là như thế thôi. Thì nó đã quá dài, tôi sẽ cắt làm một video 2 để mà hướng dẫn thêm về Photoshop và một phần về Corel tiếp nhá. Bây giờ tạm thời tôi sẽ cắt cái này ở đây đã.